cho các bạn, thì các bạn vừa mới được xem một số hình ảnh cái quá trình hình thành của một cái đàn custom nữa vừa mới ra lò, được custom tại GT Guitar Shop và custom với thương hiệu Thuận Guitar. Đây là một cái đàn rất là cao cấp. Đầu tháng 12 năm 2015 thì có một khách hàng đã tìm đến với GT Guitar Shop và yêu cầu custom một cây đàn có cái chất âm ấm với cái hình thức đẹp bắt mắt để khi on stage, khi lên sân khấu thì nó sẽ nổi bật và thu hút ánh nhìn. Thì sau rất là nhiều cái thảo luận, chúng tôi đã cùng với khách hàng đi đến một thống nhất, và sau đó gần 2 tháng thì chúng ta có một cây đàn custom được ra đời rất là đẹp và đang nằm ở trong tay mình đây. Rồi không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cấu hình của cây đàn custom này và xem nó có những cái điểm gì đặc biệt hơn so với những cây đàn khác. Rồi đầu tiên các bạn đã thấy cây đàn này nó có một cái dáng rất là mới, một cái dáng mà chưa bao giờ xuất hiện ở Thuận Guitar trước đây, đó là dáng small jumbo với một cái góc khuyết rất là đẹp. Thì góc khuyết này các bạn thấy là nó không quá sâu và nó cũng không quá nông, nó vừa phải, tạo cho cái đàn một cảm giác rất là cân đối, rất là cá tính. Bạn có thể nhìn qua cái dáng đàn rất là đẹp, một cái dáng rất mới của Thuận Guitar. Rồi ở đây chúng ta có mặt top là mặt cedar. Một cái mặt top sẽ tạo cái âm thanh ấm, tối màu và mang màu sắc cổ điển. Các bạn thấy đây mặt top rất đẹp, một cái mặt top mà với vân thẳng tóc và cái màu cedar rất là đặc trưng, tối màu. Rồi chúng ta có back inside ở đây cũng rất đẹp, một bộ Indian Rose suit với vân rất là khít. Indian Rose suit cũng sẽ tạo cho chất âm ấm. Và đây là một trong những cái thông wood cho cái màu sắc âm thanh ấm nhất. Rồi chúng ta có cần mahogany một mảnh. Rồi các bạn có thể thấy thêm một điểm đặc biệt nữa ở đây là chúng ta có một cái headstock được thiết kế mới theo yêu cầu của khách hàng, nhìn nó rất là cá tính, rất là mạnh mẽ ha. Chúng ta vẫn có logo chim lạc, được cẩn xà cừ rất là tinh xảo. Rồi chúng ta có fretboard và bridge là gỗ ebony. Rồi các bạn có thể nhìn đây, chúng ta có một cái đường cẩn ốc nó đi viền toàn bộ mặt top của đàn, và nó chạy qua tới cần rồi lên luôn headstock. Một cái đường cẩn ốc rất là tinh xảo và đẹp, các bạn có thể nhìn kỹ ha, nhìn gần là thấy nó rất là tinh xảo, được làm rất kỹ. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có viền chỉ màu đen. Rồi các bạn có thể nhìn thấy cái đàn này được trang bị một cái bevel, để gác tay chống mỏi, và cái bevel này được ốp gỗ rất đẹp, các bạn có thể nhìn thấy là ốp gỗ vô cùng tinh tế luôn. Và đây là một cái loại gỗ nó tạo cho mình một cảm giác rất là sang trọng, nó gần cùng màu với lại Indian Rose Wood. Đây là gỗ Zebra Wood, gỗ sọc ngựa. Rồi các bạn có thể quan sát ở đây chúng ta có một cái miệng lỗ được cẩn xà cừ ở giữa và xung quanh là một cái nền gỗ. Các bạn thấy một cái miệng lỗ rất là đẹp. Rồi cái đàn của chúng ta cũng được trang bị thêm một cái EQ rất mạnh. Đây là cục Fishman Prefix Pro Blend, một cục EQ khá đắt tiền. Thì sau này khi nào mà có thời gian mình sẽ quay trở lại làm review cho cục EQ này sau. Rồi bây giờ mời các bạn ngắm nhìn lại cây BS Custom một lần nữa, một cái đàn rất là đẹp mà mình đã theo với nó từ lúc nó còn là trên bản vẽ. Bây giờ nó đã bước ra ngoài đời thật, một cái đàn rất đẹp các bạn.
Trong cái clip này thì mời các bạn nghe cái sound demo của cây BS Custom này với một cây đàn BS khác của Thuận Guitar. Hiện nay thì trong shop mình không còn một cây BS nào mà cùng cái tầm giá, cùng với cấu hình với lại cây BS Custom này, nên là mình sẽ sử dụng một cái đàn tầm thấp hơn, là cây BS04C. Thì cây BS Custom chúng ta có một top là Cedar Top, và cây BS04C chúng ta có Sitka Top. Rồi back and side, hai cây là hai tông wood hoàn toàn khác nhau. Chúng ta có Indian Rosewood cho cây BS Custom và African Mahogany cho cây BS04C. Rồi mời các bạn cùng nghe xem là hai cái tông wood này nó cho chất âm khác nhau như thế nào, và cái đẳng cấp trong âm thanh của hai cái đàn này nó khác nhau như thế nào ha. Thank you.
sau khi nghe xong cái phần demo thì các bạn cảm nhận như thế nào ạ? Riêng mình thì mình thấy đây là một cái đàn có cái độ chi tiết trong âm thanh rất là cao. Các bạn có thể nghe lại phần đánh pick thì các bạn có thể thấy là nó tiếng nó sạch, tiếng nó rất là bén và cái độ chi tiết rất là cao. Bên cạnh đó thì cái độ ngân vàng của nó rất là tuyệt vời. Và một điều mình cảm thấy hài lòng nhất đó chính là cái tông wood của nó đã ra đúng cái sound mà mình đã tư vấn cho khách hàng, và nó ra đúng cái sound mà khách hàng yêu cầu. Thì các bạn thấy là bass rất là tốt, tiếng của nó ấm, dày và rất là sâu lắng. Mình hy vọng là sau khi nhận được đàn thì khách hàng sẽ hài lòng với cây đàn custom này. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong lần review tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh.